Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn về vận trình của những người tuổi Thân trong tháng 5 âm lịch. Thưa quý vị, theo tử vi tháng 5 âm lịch, được quý nhân tương trợ cho nên những người tuổi Thân cũng là một trong những con giáp gặp được rất nhiều may mắn và thành công. Nhất là sự thành công của bạn đã khiến cho rất nhiều những con giáp khác phải đua nhau, ghen tị, nhưng mà cũng không kém phần nể trọng, kính phục. Vậy nên trong cuộc sống của bạn cần phải lưu ý và xử lý hài hòa để tránh những mâu thuẫn xung đột không đáng có làm ảnh hưởng đến con đường thành công của mình. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết về lá số tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Thân trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Thân trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Về con đường công danh sự nghiệp của quý vị gia chủ tuổi Thân trong tháng này, không khởi sắc và thậm chí vì lo nghĩ nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, công việc không có nhiều thay đổi, nên quý vị gia chủ không nên quá lao lực, thời điểm này chưa phải thích hợp để đầu tư lớn. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ. Tử vi năm Nhâm Dần 2022 chỉ ra rằng, những người tuổi Thân kinh doanh buôn bán sẽ gặp thuận lợi nhiều vào thời điểm cuối năm chứ chưa phải bây giờ. Hợp tác làm ăn nên cân nhắc kỹ lưỡng, có điểm phá hoại, chủ quan khinh suất thì thất bại tức thì. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, luận giải tử vi của quý vị gia chủ tuổi Thân năm Nhâm Dần cho thấy tài lộc tại thời điểm này của gia chủ còn kém, tiền làm ra ít nhưng chi tiêu nhiều, tháng này gia chủ còn có xu hướng hưởng thụ nhiều, theo đó tiền kiếm được nhưng khó tích lũy vì tiêu hao lớn, đa phần thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Nếu có ý định đầu tư hay đầu cơ ngắn hạn thì tháng này chưa phải là thời điểm thích hợp bởi lợi bất cập hại, có thể bị thua lỗ, khó thu hồi vốn. Thời gian này nên học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh tâm lý a-dua đám đông. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng này tình hình sức khỏe của quý vị gia chủ tuổi Thân không có gì đáng ngại. Tuy vậy khó tránh các chứng bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp khi giao mùa, áp lực công việc, chuyện tiền bạc con cái chính là nguyên nhân chính khiến quý vị gia chủ phải suy nghĩ nhiều, bệnh từ đó mà ra. Và nếu khắc phục được vấn đề này, mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Ngoài ra cho thấy, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ tuổi Thân nên chú ý đến mắt và các bệnh liên quan đến mắt, tránh để xảy ra tai nạn về mắt. Tháng này cũng nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Nữ mạng cần đề phòng các bệnh phụ khoa, chủ động thăm khám định kỳ để có phương án phòng ngừa hoặc chữa trị. Các quý vị gia chủ tuổi Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của quý vị gia chủ tuổi Thân trong tháng này khá tốt. Với tuổi Thân độc thân, tháng này mở ra nhiều mối quan hệ cắt lành, thúc đẩy nhân duyên vượng, lứa đôi tìm tới nhau, cùng nhau có những trải nghiệm thú vị. Đời sống tình cảm vì thế mà thêm phần phong phú, người đến người đi dập dìu. Với những người đã yên bề gia thất, tháng này tình cảm vợ chồng gặp trục trặc do nhiều mối lo cuộc sống, tiền bạc, công việc và làm ăn sức khỏe. Đôi bên không học cách chia cắt, ắt nảy sinh tâm lý chán trường chính là mối đe dọa cho hạnh phúc gia đình.
tử vi của từng tuổi thân trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Xem tử vi tuổi Bính Thân tháng 5 năm 2022. Do đã có tuổi nên sức khỏe của quý ông bà không còn được tốt như trước, nên chú ý đến các căn bệnh tuổi già, bệnh tật lâu khỏi, vì thế cũng phải chi tiêu nhiều vào thuốc thang nhiều. Thêm nữa, gia đạo tháng này cũng không tốt, có chuyện buồn đưa tới. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Ở độ tuổi này, người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với mình. Dù ở độ tuổi này, hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên chú ý có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời, bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư và nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì có hệ số rủi ro quá cao. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Sự nghiệp của những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 phát triển khá tốt trong tháng này. Người làm kinh doanh càng có nhiều thuận lợi khi mỗi ngày đều có lượng khách hàng đều đặn ra vào, tiền bạc kiếm về dư đôi. Nhân duyên của bản mệnh cũng rất vượng đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh không ngừng. Nguy cơ đụng độ đào hoa xấu của bản mệnh cũng cao hơn. Hãy chú ý giữ vững lý trí và khoảng cách hợp lý với người khác phái, đồng thời quan tâm hơn đến gia đình, nếu không rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình, gây nhiều tổn hại cho gia đình. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1982. Xem tử vi tháng Bính Ngọ, trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Nhâm Thân có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn đạt được bước thăng tiến như mong đợi. Do đó cần phải kiên trì với những mục đích, những gì mình cho là đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đề ra. Người độc thân sẽ tìm được những đối tượng phù hợp thông qua được người nhà giới thiệu. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Thời gian này đối với một số người tuổi Giáp Thân có xu hướng tìm việc làm thêm. Tuy nhiên đây chưa phải là thời điểm thích hợp vì kinh nghiệm chưa có nhiều, cộng với tính kiêu ngạo nên dễ bị lừa gạt, lợi dụng, thậm chí làm những việc trái pháp luật mà không hề hay biết. Để không tự đẩy bản thân vào những tình huống nguy hại, bạn nhất định phải học cách tỉnh táo nhìn người, đồng thời kiềm chế cái tôi của bản thân, đừng mộng tưởng xa vời. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và giữ thái độ cầu thị, bạn mới có thể tránh được rất nhiều những rắc rối trong thời gian tới. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hải Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi thân trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 5 năm 2022, tức ngày 6 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 5 năm 2022, tức ngày 18 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với người tuổi thân trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 5 năm 2022, tức ngày 9 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 5 năm 2022, tức ngày 21 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của quý vị gia chủ tuổi Thân trong tháng 5 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 5 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những thông tin bổ ích này. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh.